Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 2. Sau đây sẽ là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Khi nào miền Bắc kết thúc đợt mưa phùn nồm ẩm? Chuyên gia lý giải nguyên nhân Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc. Ấn Độ tuyết rơi dày ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Mở đầu bản tin dự báo ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, thời tiết hiện nay tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành tại miền Bắc nói chung đang là thời tiết nồm ẩm, mưa phùn nhỏ. Vậy thời điểm kết thúc đợt mưa phùn gồm ẩm ở miền Bắc là khi nào? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe nhận định của các chuyên gia khí tượng ngay sau đây. Chỉ còn gần một tuần nữa, người dân cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ dài ngày để sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm không khí cao, nồm ẩm khiến nhà cửa đồ đạc ẩm ướt. Nhiều người băn khoăn, hình thái thời tiết này có kéo dài đến Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, sương mù dày và mưa phùn khả năng kéo dài đến khoảng sáng mùng 4 tháng 2. Từ ngày mùng 5 tháng 2, sương mù và mưa phùn xu hướng giảm do có bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc. Theo dự báo hiện tại, các tỉnh miền Bắc từ nay đến ngày mùng 7 tháng 2, thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng và Hà Nội ít khả năng xuất hiện nắng. Các tỉnh miền Trung và miền Nam duy trì trạng thái thời tiết tốt. Từ ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 2, tức là từ 29 tháng Chạp, không khí lạnh tăng cường, kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những ngày Tết Nguyên đán, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, ông Lâm thông tin. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, trong tháng 2 năm 2024, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta, có thể hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh khả năng hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thưa quý vị, tình trạng mưa phùn nồm ẩm từ nhiều ngày nay đã khiến cho cuộc sống của người dân Hà Nội và các tỉnh thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ bị đảo lộn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mới đây, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã chỉ ra nguyên nhân khiến bầu trời Hà Nội mù mịt sương, không khí ô nhiễm. Lý giải về hiện tượng thời tiết này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, những ngày qua, không khí ẩm từ Vịnh Bắc Bộ theo đới gió Đông Nam ở rìa phía Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu lệch đông. Không khí lạnh liên tục bổ sung nhưng chỉ ở lớp mỏng sát bề mặt, khiến nhiệt độ bề mặt thấp hơn so với nhiệt độ ở khoảng độ cao 900m, tạo ra lớp nghịch nhiệt, khiến không khí, bụi bẩn, hơi ẩm bị dồn nén ở lớp sát mặt đất, gây ra hiện tượng mưa phùn, sương mù và ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, trời lặng gió khiến không khí ít bị xáo trộn, tập trung ở bề mặt. Ông Lâm khuyến cáo, sương mù ở nước ta thường xảy ra vào các tháng từ cuối mùa thu đến cuối mùa xuân, nhiều và mạnh nhất vào các tháng mùa đông, nên hiện tượng sương mù như hiện tại là bình thường. Trong điều kiện sương mù, mưa phùn kèm ô nhiễm không khí, người dân cần lưu ý khi hoạt động ngoài trời, bảo vệ sức khỏe. Khi tham gia giao thông, đặc biệt là trên quốc lộ, mọi người cần kiểm soát tốc độ trong trường hợp tầm nhìn hạn chế. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, theo dự báo, tình trạng sương mù dày và mưa phùn khả năng kéo dài đến khoảng sáng ngày 4 tháng 2. Từ ngày 5 tháng 2, sương mù và mưa phùn xu hướng giảm do có bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ mùng 1 tháng 2, Trung tâm đã ra bản tin dự báo phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thông tin được đăng tải trên các website và cập nhật hàng ngày vào lúc 16:30. Theo dự báo hiện tại, các tỉnh miền Bắc từ nay đến mùng 7 tháng 2, thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Trong đó, khu vực đồng bằng và Hà Nội ít khả năng xuất hiện nắng. Các tỉnh miền Trung và miền Nam duy trì trạng thái thời tiết tốt, ông Lâm phân tích. Ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 2, khả năng không khí lạnh sẽ được tăng cường, kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những ngày Tết Nguyên đán, miền Bắc khả năng chuyển rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại. Mới đây tại Ấn Độ, nhà chức trách cho biết đã phải đóng cửa khoảng 134 tuyến đường, trong đó có 4 đường cao tốc cấp quốc gia do tuyết rơi dày tới 15cm ở nhiều nơi. Mới đây, nhà chức trách Ấn Độ cho biết, nhiều khu vực ở các tỉnh vùng đồi núi phía Bắc Ấn Độ, gồm Himachal Pradesh và Uttarakhand, đã hứng chịu lượng tuyết rơi nhiều đáng kể trong 24 giờ qua, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây gián đoạn cuộc sống thường nhật của người dân. Nhà chức trách đã phải đóng cửa khoảng 134 tuyến đường, trong đó có 4 đường cao tốc cấp quốc gia, do tuyết rơi dày 15cm ở nhiều nơi.
Cục khí tượng Ấn Độ IMD dự báo tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn trong vài ngày tới. Truyền thông địa phương cho biết cuộc sống thường nhật ở nhiều vùng thuộc tỉnh Himachal Pradesh đang bị gián đoạn, nhất là khi các khu vực bộ lạc và ở vùng cao chứng kiến lượng tuyết lớn. Trong khi đó, tình hình nhiều nơi ở tỉnh Uttarakhand lân cận cũng rất xấu. Khu vực Badrinath thường xuyên có tuyết rơi dày kể từ ngày 31 tháng 1. Ngôi đền Badrinath nổi tiếng cũng bị bao phủ trong lớp tuyết dày từ ngày 1 tháng 2. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay mùng 3 tháng 2. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sương mù rải rác. Trung Bộ có mây, ban ngày mưa vài nơi, đêm không mưa. Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng vùng núi và trung du chiều hửng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Vinh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Huế nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Và thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày 3 tháng 2. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.